Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Và bây giờ thì Hồng Vân và Quỳnh Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, sao xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài anh hết trơn hết trọi đó. Thiệt luôn á, có mình anh mình anh dám để. Cái vậy cho nó vui vui chút phải mẹ không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình không tạo hình cho nó vui vui chút cho ai gặp cũng cười thôi. Mời nhà trai. Đây, chào anh trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ mình, giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ, em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ, em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Dạ. Quận mấy Thịnh? Dạ em mới làm, em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Quận Thủ Đức, nay Đồng Hương tôi hơi Đồng bị Hương nhiều. Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh Văn. À. Dạ, và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức trời luôn hả? Đồng hương với chị luôn. Ồ, trời hay ơi. Quá. Cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa may vá. Rồi rất giỏi. Dạ còn về điểm yếu, dạ đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. Rồi, cái tính cầu toàn đó ha. Dạ rồi, cũng trai, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Ừ. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm cái gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ đi chỗ khác chứ em. Được, được. Không sao, nóng nhiều càng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau, rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì chưa về nhau gì hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xét tình, ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ tình duyên của em thì em đã có một lần gãy đổ anh. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Thằng trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Thằng trai giờ tôi nói sao? Giờ thằng trai tôi gì? Vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị ấy, còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên. Dạ. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì á, với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Dạ. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ trai em, được chưa? Dạ em mời anh.
Bạn gái Bùi Phấn ha. Dạ, dạ mời anh. Trai Vương chúc Bùi Trần thôi. Dạ. Để mời Bùi Trần tương đương với Bùi Phấn nè. Trước khi hôm qua anh gặp đàn gái, anh hỏi em một câu này. Lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được một năm đúng không? Dạ. Rồi gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó. Có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ, chào em, chào anh Quyền Linh. À, bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Sự chăm sóc chu đáo hơn ha. Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không? Em sợ con nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất sợ là vợ. Khó nhẹ. Em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, sao xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết trọi đó. Thiệt luôn á, có mình anh có mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, gái gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Ừ. Em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Út. Dì Út hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách dạ. Nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương. Có duyên, cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu không có biết hết rồi. Nhiều khi qua xóm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở đi. Tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng mà xóm với nhau đó. Mà ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi thì, mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô-cô-la. Ờ, sô-cô-la. Em phải ăn thử. Tình yêu đó. Dạ không chắc là để, hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô-cô-la hả? Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị vật chất lắm. Nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để okay. Anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi okay, ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh he. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng nó tím riệm qua xin. Tím riệm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, rằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. Ai lấy áo này vậy trời. Anh với anh này ở gần, rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương dạ, hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là
Mà mẹ, nàng dâu mẹ chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng với mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng điều đó. Dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ. Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà. Từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500 mét nữa. Dạ đúng rồi, rất là gần. Thở ghê luôn á, thở dễ sợ. Vậy gì ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu, chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250 mét đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi. Nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau, mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra bất đồng quan điểm giữa hai người á thì anh sẽ là người bỏ đi chỗ khác trước để sau đó mình quay lại nói chuyện. Tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi. Rõ ràng quan điểm của bạn dạ. Bạn rất đồng ý với cái cách đó của em, vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi. Đó. Cái lúc mà mình ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi, đó vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thực sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ. Dạ con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng, nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Điểm đây qua thảo đỏ, bác chào cha nha. Mẹ, chào gì chào gì.
này hơn nè. Không, tôi đừng nói bông hồng hơn. Bông hồng tình yêu hơn quá trời hơn. Rồi, giờ mình coi tiếp tục. cặp nữa coi dính cái là coi như cái áo này lần sau bận nữa nghe chưa? Vậy đi. Nghe không? Ok. Rồi, cái đừng mai mốt đặt Quyền Linh áo màu tím. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Có mặt không? Không. Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Con đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Hãnh diện liền, ưỡn ngực liền. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Mời đi em. Rồi, xin mời nhà gái. Bây giờ anh trai sẽ là người giới thiệu sơ lý lịch trích ngang của mình cho bên đàn gái nghe nha. Rồi, mời em. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và bạn gái bên cạnh ạ. Chào tất cả mọi người, tất cả khán giả ở trường quay ạ. Thì em tên là Nguyễn Văn Tình. Em năm nay 32 tuổi ạ. Em quê ở Hà Nam. Và hiện tại em đang ở Gò Vấp ạ, Hồ Chí Minh. Tân làm gì Tân? Dạ em làm nhân viên ở văn phòng ạ. Rồi con mình giới thiệu về mình đi. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Hương Linh. Con xin chào tất cả các cô chú, anh chị đã ngồi ở trường quay. Con tên là Cao Dương Hồng Ngọc. Con đến từ Nha Trang, năm nay con 27 tuổi. Hiện con đang làm việc tự do. Vừa làm ở Sài Gòn, vừa làm ở Nha Trang. Ồ, vậy không hả? Cố định. Nhưng con làm về ngành gì? Dạ, hiện giờ con đang hợp tác cùng với lại bạn của con. Đang mở spa. À spa. Rồi. Mình có điểm yếu điểm mạnh nào vậy em? Dạ, em có ưu điểm là em không hút thuốc ạ. Không hút thuốc. Không rượu bia và không ăn nhậu chơi bời ạ. Trung tâm làm ăn và sống hướng về gia đình ạ. Rồi. Tính cách của em là thẳng thắn, năng động và sống có trách nhiệm. Có một cái nhược điểm gì không? Nhược điểm của em thì em ăn không ăn được mỡ, thịt mỡ. Nói chung là kiểu kén ăn. Mỡ ngon lắm trời, Tết một hộp mỡ cục cục rồi nè. Nhưng mà em không ăn, ăn được. Ăn leo gà chua ớt cắn được. Bố em cứ bảo là cái điểm này của mày không biết là mai sau mày lấy được người nào chiều được mày luôn. Vậy là không ăn thịt mỡ luôn? Không ăn thịt mỡ. Ừ, hàng chi tướng tốt quá. Tướng tôi ăn thịt mỡ khác. Mà còn nhà mình gái. Có điểm yếu điểm mạnh gì mình nói luôn cưng. Điểm yếu của con nghĩ là có thể là do tính của con nó độc lập từ nhỏ. So với nhiều người có suy nghĩ gọi là hơi cố chấp một chút xíu thì gọi con là bất cần. Nhưng thiệt ra thì con tính con là luôn chủ động mọi việc. Còn cái ưu điểm của con thì con nghĩ là con tự tin con là người phụ nữ của gia đình. Đấy, anh trai bên đấy có nghe không? Nghe rồi. Có. Như thế là tốt, nhưng hơi cái bất cần là chưa biết sao. 27 tuổi thôi mà người ta rất là bản lĩnh đó nha. Anh trai, đường tình duyên của em thế nào? Em thì nói chung là trước đây em quen hai người á. Mà lâu lắm rồi, nói chung là chỉ gọi là quen sơ qua thôi. Chứ không có gì sâu sắc cả. Sơ qua là mấy tháng? Cái bạn đầu tiên thì em quen có tháng à. Về sau cái khoảng cách nó xa quá, em không quen nữa. Rồi bạn thứ hai mấy tháng? Bạn thứ hai thì cũng chỉ được mấy tháng. Nhưng mà cũng là khoảng cách xa nữa. Mấy cả bạn ấy cũng không có... Nói chung là cũng chưa có mối tình nào sâu đậm đúng không? Dạ vâng. Rồi. Rồi, còn mình bên đây sao nè? Dạ, gọi là mối tình mà gọi là đặc sắc nhất thì chỉ có một thôi, là mối tình đầu là xong. Và cách đây cũng khoảng là tầm 7-8 năm rồi. Con cũng có tìm hiểu nhưng mà nó không thấy sâu là đậm. Không hợp với nó, mình. Nó dạ. Không sâu đậm đúng không? Dạ. Ok, vậy là hai bạn giống nhau rồi đó. Rồi vậy bây giờ cái mẫu người đàn ông lý tưởng mà con muốn là như thế nào? Con thì đơn giản, con không quan trọng vấn đề là xấu đẹp, nghèo, giàu. Cái con cần là một người đàn ông mà gọi là có định hướng trong tương lai, nghề nghiệp, độc lập, tâm lý một chút xíu. Con có cần người đàn ông đó phải giàu có không? Dạ không, tại vì con cũng có thể tự làm ra tiền. Ok, rồi để qua coi nhà trai sao nha. Thôi, nhà trai tôi cũng dạng cao ráo đẹp trai á. Mở, thấy chưa? Em chào chị ông Vân. Ừ, chào cưng. Không có mặc áo màu tím đâu, sợ. Em nghe cái cô gái bên đây nói về cái mẫu người đàn ông thì nói em thấy là mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Nếu mà bạn ấy nói như vậy thì em thấy em cũng có độ khoảng 60-70%. Tại vì em cũng có cái tính tự lập. Từ xưa đến giờ em cũng làm cũng tự lập. Tự lập là sao? Em tự lập ở đâu? Trước là em đi bên Nga về ạ. Em đi Nga hả?
Em ở đâu? Ở Moscow hay là ở đâu? Em ở bên thủ đô Moscow luôn. Moscow luôn? Dạ. Em có biết nói tiếng Nga không? Em thì làm việc ngoài chợ cho nên là nói tiếng Nga nó không có được chuẩn. Chỉ biết gọi là theo kiểu giao tiếp chợ búa thôi. Thôi em cứ việc nói đi, anh không có hiểu đâu, em đừng lo. Với cái người phụ nữ mà em có đòi hỏi gì ở cái người phụ nữ của mình? Em thì cũng không cần phải xinh đẹp quá đâu, cũng bình thường thôi. Em thích người hiền lành, chăm chỉ chịu khó và biết đối nhân xử thế. Cái mẫu hình lý tưởng, em có cần thiết gì về chiều cao, mái tóc hay là cái gu thẩm mỹ như thế nào? Chiều cao thì em thích cao từ độ khoảng 1m57-1m58 trở lên. Rồi, trời ơi, phụ nữ là từ đó nữa lên. Cao quá em thích. Còn cái gu thẩm mỹ thì nói chung là cũng biết ăn mặc một chút, chứ đừng có phề xòa quá. Mình cứ phải gọn gàng, sạch sẽ. Mặc đồ hở hang chút được không? Đừng hở quá, đừng hở quá. Sexy hở hang hay là phải kín cổng cao tường, em muốn sao? Nói chung là cũng không phải kín cổng cao tường lắm đâu, cũng bình thường thôi. Mặc sao cho nó đẹp là được. Tùy theo thời tiết thôi. Vâng. Để anh Quang coi cái đàn gái sao. Nãy giờ nghe giọng đàn gái chắc dễ thương lắm. Bởi cái giọng á tròn em, tròn ha. Em nghe cũng thấy dễ thương. Mấy người mà giọng tròn tròn á là mặt cũng tròn tròn. Người cũng múp míp. Đây. Con chào chú. Trời. Gái dễ thương nha. Bây giờ chú đoán đúng không? Rồi, xinh, rất là xinh ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, không thích người đàn ông của con có thể làm nhu nhược với lại là lặp lại. Nghĩa là cái vấn đề sự việc đó riêng con thì ví dụ như xảy ra việc đó thì phải giải quyết cho xong, và giải quyết xong rồi có nghĩa là đã thỏa thuận với nhau rồi thì thôi, không được nhắc lại nữa. Nhắc lại hả? Trời, chú hay nhắc lại, chú nhắc hoài, chú nhắc có mấy chục lần luôn á. Nhiều cái vui vui nhắc hoài, tật vậy thôi chứ không phải gì chứ. Rồi, không thích điều đó đúng không? Rồi, yên tâm, thấy hai đứa này hợp đó nha. Trai cũng đẹp, gái cũng xinh nữa. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi bà mối. Đúng rồi. Còn sao cho hai trẻ gặp nhau đúng rồi. Ha, đẹp, có mặt. Không. Sao con cứ nhìn chú Linh rồi con tưởng tượng nó anh kia vậy? Anh kia khác hoàn toàn. Con đừng nói chữ mập ở đây. Nó đụng chạm nhiều người. Nhưng mà con thích. Hả? Con thích mập hả? Cỡ như chú là được. Hãnh diện liền, ưỡn ngực liền. Nay con đi với ai ạ? Dạ, con đi có một mình thôi cô. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, cô đại diện cho nhà gái được rồi. Tôi thấy hai trẻ nên cho nhau một cơ hội. Đó, nếu được thì bấm nút vậy đi. Tôi thấy tự nó cũng tạo cơ hội cho nhau rồi, khỏi cho. Trai đi với ai vậy? Dạ, em đi với cả chị, với cả bác, với cả em. Đi luôn hả? Vâng. Dạ, cháu xin chào chú Quỳnh Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Cháu là chị của Tình ạ. Thì nhận xét của cháu về em gái bên đây thì thấy cũng hiền, dễ thương ạ, xinh. Cháu thấy cũng hợp với cả Tình ạ. Thì Tình năm nay là cũng nhiều tuổi rồi nên bố mẹ cũng sốt ruột lắm rồi ạ. Thì mong sao qua chương trình này thì hai em cho nhau một cơ hội để có thể tiến xa hơn nữa. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Chào em ạ. Anh có món quà tặng em này. Tại sao lại tặng xương rồng, nói nghe coi. Cây xương rồng này nó cứng cáp mà nó rắn giỏi đấy. Quảng đâu nó cũng có thể nó sống được đấy. Thì mình chỉ cần tưới nước là nó sống được đấy. Lấy em nói là ý em muốn gửi đến bạn gái như vậy ạ. Ý bạn gái anh. Để đâu sống cũng được gì. Tặng xương rồng ý muốn làm cái hàng rào quanh em. Em có món quà để tặng cho anh. Cái này là anh mở ra đi rồi em nói. Cái này là tự con đang. À, trời ơi, khăn màu xám rất chi là bến Thượng Hải luôn. Rồi, hai đứa ngồi bắt đầu nào, người giao lưu đi nè. Dạ. Em chào anh. Chào em. Em nhận xét gì anh? Cũng được, về ngoại hình thì sao chú Quyền Linh nhìn con. Chú thường hay nhìn người đối diện lắm con. Còn chú không biết tại sao chú nhìn con luôn. Em không biết về tính tình như thế nào, cái đó thì sau này tìm hiểu tôi mới biết. Nhưng mà về ngoại hình ban đầu thì em cảm thấy tốt. Tốt ha. Cái đẹp trai không? Cái trái tim quá nó đẹp. Có... Trời, quá đẹp. Cái trái tim của con nó có bị loạn nhịp chút đỉnh không? Dạ có, cho nên không biết nói cái gì nữa rồi. Tình cảm nhận về em gái như thế nào? Em cảm nhận về bạn gái này cũng xinh. Đâu phải cũng xinh mà cũng có quá xinh chứ. Có giống như cái tưởng tượng của em không? Đó là không có cao lắm đó. Dạ. Em không thích cao đó. Không cao quá, đừng thấp quá.
trong cuộc sống hôn nhân đó, thì anh nghĩ như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh thì anh nghĩ là như anh bây giờ anh lớn tuổi đấy, anh cũng muốn lập gia đình sớm để cho bố mẹ vui ấy. Cho nên là bây giờ mà đã xác định đến được với nhau ấy, thì mình sống làm sao cho nó chân thành đến hết cuộc đời luôn, chứ không thích giả dối hay là cứ yêu nhau được vài buổi xong bắt đầu lại chia tay. Anh không muốn như vậy á. Thật tình á thì tính của em á thì có thể là em sẽ là gọi là cứng cáp hơn những cái bạn gái bình thường cùng trang lứa. Khi mà cãi nhau hay như thế nào đó, em không thích người, nói chung là kể cả em cũng không thích nói nhiều. Mà ví dụ như xảy ra một vấn đề nào đó, em cần phải có hai người có sự nghiêm túc để nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói chuyện xong rồi thì không được lặp lại sau này. Anh không thích cãi nhau, không thích to tiếng đâu. Nhưng mà phải cãi nhau thì mới hiểu được nhau như thế nào. Hẹn hò sao này hai đứa? Thế sau buổi hẹn hò này anh có thể mời em đi ăn cơm được không? Dạ được. Anh có chấp nhận yêu xa được hay không? Nói chung là không có ngại cái vấn đề đấy. Tại vì bây giờ đấy, nếu mà em mà xác định ở đâu, lập nghiệp ở đâu thì mình có thể bàn bạc. Chẳng hạn này, anh thì anh rất thích kinh doanh, anh muốn tìm bạn gái cũng yêu thích kinh doanh. Đúng người rồi đó. Thì ví dụ như là em với anh mà đến được với nhau thì em thích ở đâu? Cái vấn đề ở đâu em cũng không sợ. Em chỉ cần là có ý chí thì ở đâu cũng làm được. Anh thì thực ra là ở ngoài quê thì anh cũng... Bố mẹ anh thích anh ở ngoài quê. Nhưng mà anh thích sống ở Sài Gòn. Anh thích... Hồi nãy anh nói là đến từ đâu? Hà Nam. Anh ở Hà Nam. Là Hà Nam Ninh. Đúng không? Bây giờ tách ra làm Hà Nam. Hà Nam với Nam Định. Con là người Nam thật sự. Nhưng mà năm nào con cũng về Bắc ở một tháng. Tại vì con có một cô bạn thân là ở Ninh Bình. Thế thì cách anh 30 cây à? Và tự tin được làm dâu Bắc rồi. Cách tại anh 30 cây. Năm đầu tiên con về thì chỉ là đi theo cô bạn đó về chơi thôi. Bởi vì nhà có dỗ. Và một mình con rủ 15 mâm chiến bát. Và một mình con rủ 15 mâm chiến bát. Xong cô chú thương luôn. Và năm nào cũng dụ về để rửa chén. Coi như là làm dâu á, là phải trước mắt rửa chén đó. Rửa chén trong cái đám dỗ là phải, dạ, qua cái chuông đó là coi như là thấy dạ. Là có điểm để làm dâu rồi. Chú thấy rằng hai đứa hợp nhau đó. Bây giờ vậy nè, Tình bước tới nắm tay cô gái, muốn nói gì nói rồi, hát bài nào đó, đọc bài thơ hay nói về cảm nghĩ của mình về cô gái đó. Rồi hỏi bây giờ nếu chúng ta yêu nhau thì khoảng bao lâu mình có thể đến với nhau? À đấy, còn vấn đề thịt mỡ với lại thịt nạc đấy. Dạ. Đấy mỡ. Cái vấn đề đấy là nó cũng vấn đề đấy. Thích người mập thì cho nói cho em biết đi. Không? Ừ. Dạ. Em biết. Dạ biết. Cũng biết nấu ăn à? Ví dụ anh không ăn được thịt mỡ, em có nấu được anh món khác không? Nếu mà anh không ăn được thịt mỡ thì em phải làm sao đó nấu để cho anh ăn được thì thôi. Tức là chiều được đúng không? Chiều được ý theo ý của anh. Em không chiều, nhưng mà em sẽ làm sao đó để cho anh có thể từ không thích chuyển sang thích. Anh có một cái bài thơ để tặng em này. Dạ. Bây giờ anh viết ra giấy, tại vì anh cũng tự anh nghĩ ra thôi. Cho nên cũng, bây giờ anh phải đọc. Hôm nay đến với chương trình, tôi xin nói hết tâm tình của tôi. Ghế đỏ thì cũng đã ngồi, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Xin hết ạ. À đó, câu cuối cùng là phải nhìn thẳng vào trong mắt á, cùng nhau bấm nút hẹn hò được không? Dạ. Rồi, về trở về với cái ngồi đi các bạn. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nó. Không phải bấm để vừa lòng một ai đó đâu nha. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Có thời gian. Trời ơi, bấm cùng lúc luôn mới ghê chứ. Rất đều. Nào. Hãy nắm tay nhau. Lần đầu tiên con được nắm tay con trai á chú à. Ủa vậy đó hả? Tình cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của em đi con. Dạ, thế cho em xin phép được thơm mặn má không? Ừ. Đó, thơm vào mặt. Đấy, trai hàng nam nó mãnh liệt lắm đấy. Rồi. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản, sản xuất tại Hàn Quốc, đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Hệ thống cửa hàng Mori Italia tặng bộ quà quý ngương và voucher 2 triệu đồng mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc. Mori Italia gồm các thương hiệu hàng đầu thế giới và gia dụng,
nhà bếp, nội thất và thời trang và phụ kiện. Chúc tình cảm cặp đôi hạnh phúc bền vững nhé. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Centong nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi. Chúc hai đứa mau có tin vui nha. Dạ. Ừ. Con chào cô. Rồi, chào, chào gái đi trước đi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He đã đồng hành với chúng tôi. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn xem bản muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bản muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Ừ. Em bạn nữ đừng đánh, nhưng mà đánh đập á. Trời cái ơi. Đó em cũng phải sợ điều đó. Thì thương không? Ông qua không chỉ hỏi con câu một thôi, con có quýnh người quýnh không? Quýnh tao không? Dạ lâu lâu có. Chết hồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh tao là massage. Đau rồi. Cô gái xinh đẹp ha. Trời ơi, vậy mà không có người yêu tôi không tin luôn á. Tại môi trường của con là nữ. Hồi trước con đi học á thì lo tập trung học. Rồi sau này con đi làm là môi trường con là nữ.